Minh Châu thân mến chào các bạn. Trong bài học tiếng Đức số 42, hôm nay chúng ta sẽ học về địa lý một số nước châu Âu như Thụy Sĩ, học một số câu so sánh hơn. Phần văn phạm, chúng ta học tiếp về những giới từ gián tiếp. Và phần cuối của bài học là một số câu đàm thoại thông dụng. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào bài học. Nước Thụy Sĩ, tức là giống cái, chúng ta sẽ đọc là Schweiz, Schweiz, die Schweiz. Die Schweiz ist klein. Nước Thụy Sĩ thì nhỏ. Die Schweiz ist klein. Người đàn ông Thụy Sĩ thì chúng ta sẽ đọc là Der Schweizer, der Schweizer. Tôi quen một người đàn ông Thụy Sĩ đáng yêu. Ich kenne einen netten Schweizer. Hay là Ich kenne einen lieben Schweizer. Đây là một câu trực tiếp với cái động từ trực tiếp là kennen, quen biết. Và người đàn ông đáng yêu đó thì như thế nào các bạn? Bây giờ chúng ta tập nói những câu có hai mệnh đề nha các bạn, để cho câu văn nó thêm phong phú hơn. Ich kenne einen netten Schweizer, der hier jeden Tag mit dem Fahrrad vorbeifährt. Tôi quen biết một anh chàng Thụy Sĩ tốt bụng, người mà đạp xe ngang qua đây hàng ngày. Động từ vorbeifahren có nghĩa là đi xe ngang qua, đi bộ ngang qua, tức là vorbeigehen. Chạy bộ ngang qua tức là vorbeilaufen, vân vân. Ich kenne einen netten Schweizer, der hier jeden Tag mit dem Fahrrad vorbeifährt. Tôi quen biết một phụ nữ xinh đẹp, người sống ở gần đây. Ich kenne eine schöne Schweizerin, die in der Nähe wohnt. Ich kenne eine schöne Schweizerin, die in der Nähe wohnt. Chúng ta có một cái danh từ mới là bề mặt hay là diện tích. Die Fläche, die Fläche. Diện tích của nó là 40.000 cây số vuông. Của nó ở đây tức là của nước Thụy Sĩ. Và nước Thụy Sĩ tức là giống cái. Do vậy câu của chúng ta sẽ nói như sau. Ihre Fläche beträgt 40.000 Quadratkilometer. Ihre Fläche beträgt 40.000 Quadratkilometer. Và bây giờ chúng ta có một cái động từ mới, đó là động từ betragen. Động từ này thường dùng cho những con số, thí dụ như là số tiền là 50 euro. Der Betrag beträgt 50 Euro. Der Betrag beträgt 50 Euro. Hóa đơn thiệt hại là 1.000 euro. Die Rechnung, der Schaden beträgt 1.000 Euro. Die Rechnung, der Schaden beträgt 1.000 Euro. Các bạn thấy cái động từ betragen nó cũng hơi giống như cái động từ sein, tức là thì là ở đó, nhưng mà nó đi chung với những con số, thí dụ như là khoảng cách là 20 cây số. Die Entfernung beträgt 20 Kilometer. Die Entfernung beträgt 20 Kilometer. Bây giờ các bạn nghe lại câu này. Die Schweiz ist klein. Ihre Fläche beträgt 40.000 Quadratkilometer. Chúng ta tiếp tục qua nước Đức. Nước Đức thì lớn, diện tích của nó khoảng 350.000 cây số vuông. Deutschland ist groß. Seine Fläche beträgt circa 350.000 Quadratkilometer. Deutschland ist groß. Seine Fläche beträgt circa 350.000 Quadratkilometer. Chúng ta có từ circa. Circa. Có nghĩa là khoảng chừng. Seine Fläche beträgt circa 350.000 Quadratkilometer. Nước Đức có diện tích gấp 9 lần so với Thụy Sĩ. Deutschland ist circa 9-mal so groß wie die Schweiz. Cái cụm từ so groß wie có nghĩa là lớn bằng. So klein wie tức là nhỏ bằng, nhỏ như là. So schön wie du tức là đẹp như bạn, vân vân. Deutschland ist circa 9-mal so groß wie die Schweiz. Nước Áo đọc là Österreich. Österreich. Die Fläche von Österreich beträgt circa 80.000 Quadratkilometer. Diện tích của nước Áo khoảng chừng 80.000 cây số vuông. Die Fläche von Österreich beträgt circa 80.000 Quadratkilometer. Vì vậy, nước Áo có diện tích lớn gấp đôi nước Thụy Sĩ. Österreich ist also etwa doppelt so groß wie die Schweiz.
Ở trong câu này chúng ta có cái chữ Also. Also có nghĩa là vì vậy, vì thế. Và cái chữ gấp đôi, lớn gấp đôi tức là Doppelt, doppelt. Österreich ist also etwa doppelt so groß wie die Schweiz. Nhỏ hơn khoảng hai lần. Etwa zweimal kleiner. Ngôi nhà của anh ấy nhìn nhỏ hơn nhà của bạn khoảng gấp đôi. Sein Haus sieht etwa doppelt so klein aus wie deines. Sein Haus sieht etwa doppelt so klein aus wie deines. Cô ấy trông đẹp gấp đôi tôi. Sie sieht doppelt so schön aus wie ich. Sie sieht doppelt so schön aus wie ich. Vừa rồi là một vài mẫu câu về sự so sánh nha các bạn. Rồi, chúng ta trở lại với nước Thụy Sĩ. Thủ đô của Thụy Sĩ là Bern. Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Thủ đô của nước Đức là Berlin. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Thủ đô của nước Áo là Wien. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Cái giới từ von ở đây có nghĩa là của. Die Hauptstadt von Österreich ist Wien. Rồi, chúng ta tiếp tục làm quen với những phương hướng. Geneva nằm ở phía tây nam của nước Thụy Sĩ. Phía nam là Süd, phía tây là West, phía đông là East, phía bắc là North. Và chúng ta có thể ghép các hướng đông nam tây bắc này vào với nhau, nam bắc, tây bắc, đông nam, vân vân. Genf liegt im Südwesten der Schweiz. Geneva nằm ở phía tây nam của Thụy Sĩ. Genf liegt im Südwesten der Schweiz. Nước Pháp là Frankreich. Chúng ta có cái giới từ mới bên cạnh tức là neben. Neben Frankreich. Bên cạnh hay là cạnh nước Pháp. Neben Frankreich. Thì ở đó có gì các bạn? Ở đó người ta nói tiếng Pháp. Tiếng Pháp là Französisch. Dort spricht man Französisch. Và bây giờ chúng ta nghe toàn bộ câu này. Genf liegt im Südwesten der Schweiz. Dort spricht man Französisch. Chúng ta tiếp tục làm quen với một đô thị khác tại Thụy Sĩ. Skål là tên của một vùng đồi núi trong dãy núi Alpen chạy ngang qua nước Áo, nước Ý, Thụy Sĩ, vân vân. Và cái đô thị này nó nằm ở ngay góc của biên giới ba nước đó và nó thuộc về phía đông của Thụy Sĩ với dân số trên 2.000 người thôi các bạn. Và dĩ nhiên đây là một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng trên núi cao, vân vân. Skål liegt im Osten der Schweiz. Skål nằm ở phía đông Thụy Sĩ. Skål liegt im Osten der Schweiz. Và bởi vì nước Thụy Sĩ là giống cái đi nên sở hữu cách của nó phải là der. Skål liegt im Osten der Schweiz. Và bây giờ chúng ta nói nguyên câu Skål nằm ở phía đông Thụy Sĩ trong bang Graubünden bên cạnh biên giới nước Áo. Tiếng Romance và tiếng Đức được nói ở đó. Skål liegt im Osten der Schweiz, im Kanton Graubünden, neben Österreich. Dort spricht man Rätoromanisch und Deutsch. Skål liegt im Osten der Schweiz, im Kanton Graubünden, neben Österreich. Dort spricht man Rätoromanisch und Deutsch. Một đô thị khác của Thụy Sĩ với cái tên là Bellinzona được nổi tiếng với ba lâu đài đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2000, nằm ở phía đông của con sông Ticino dưới chân dãy núi Alpen. Và bây giờ chúng ta dịch câu này nha. Bellinzona nằm ở miền nam Thụy Sĩ thuộc bang Ticino cạnh nước Ý. Ở đó người ta nói tiếng Ý. Bellinzona liegt im Süden der Schweiz, im Kanton Tessin, neben Italien. Dort spricht man Italienisch. Bellinzona liegt im Süden der Schweiz, im Kanton Tessin, neben Italien. Dort spricht man Italienisch.
một đô thị khác của Thụy Sĩ nằm ở phía bắc, tức là Schaffhausen. Thì ở cái vùng này có gì đặc biệt không các bạn? Schaffhausen nằm ở miền bắc Thụy Sĩ, cạnh nước Đức. Ở đó người ta nói tiếng Đức. Schaffhausen liegt im Norden der Schweiz, neben Deutschland. Dort spricht man Deutsch. Schaffhausen liegt im Norden der Schweiz, neben Deutschland. Dort spricht man Deutsch. Ok, như vậy thì chúng ta khám phá ra rằng Thụy Sĩ có bốn ngôn ngữ chính, đó là tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức và tiếng Romance. Die Schweiz hat vier Landessprachen. Landessprachen, tức là ngôn ngữ chính được sử dụng trong một quốc gia nào đó. Die Schweiz hat vier Landessprachen. Và Thụy Sĩ có chừng 8 triệu dân cư. Die Schweiz hat circa 8 Millionen Einwohner. Die Schweiz hat circa 8 Millionen Einwohner. Nước Đức có chừng 81 triệu dân. Deutschland hat circa 81 Millionen Einwohner. Deutschland hat circa 81 Millionen Einwohner. Như vậy là nước Đức có dân số gấp 10 lần nước Thụy Sĩ. Deutschland hat also 10-mal so viele Einwohner wie die Schweiz. Deutschland hat also 10-mal so viele Einwohner wie die Schweiz. Nước Áo có khoảng 8,5 triệu dân. Österreich hat circa 8,5 Millionen Einwohner. Einwohner, tức là dân cư. Österreich hat circa 8,5 Millionen Einwohner. Thì có nghĩa là Thụy Sĩ và Áo có số lượng dân cư gần bằng nhau. Gần bằng nhau tức là fast gleich. Fast gleich. Die Schweiz und Österreich haben fast gleich viele Einwohner. Die Schweiz und Österreich haben fast gleich viele Einwohner. Bây giờ chúng ta ôn lại một số câu về thời tiết. Vào mùa đông trời lạnh, trời có tuyết. Nói về thời tiết thì chúng ta dùng cái nhân xưng đại danh từ ở ngôi thứ ba số ít, tức là es, để nói về trời đất thời tiết vân vân. Im Winter ist es kalt. Es gibt Schnee. Im Winter ist es kalt. Es gibt Schnee. Nhiệt độ thường dưới 0 độ C. Nhiệt độ trong tiếng Đức là giống cái die Temperatur. Số nhiều của nó là die Temperaturen. Die Temperaturen sind oft unter 0 Grad Celsius. Die Temperaturen sind oft unter 0 Grad Celsius. Vào mùa hè, trời ấm hay là nóng vậy? Im Sommer ist es warm oder heiß. Im Sommer ist es warm oder heiß. Mặt trời chiếu sáng, đôi khi có dông bão. Die Sonne scheint. Es gibt manchmal Gewitter. Die Sonne scheint. Es gibt manchmal Gewitter. Vào mùa thu, trời mát lạnh, trời thường hay mưa. Im Herbst ist es kühl. Es regnet oft. Im Herbst ist es kühl. Es regnet oft. Vào mùa xuân, trời ấm áp, trời thường có nắng. Im Frühling ist es warm. Es ist oft sonnig. Im Frühling ist es warm. Es ist oft sonnig. Ok, phần văn phạm. Chúng ta sẽ học về những giới từ luôn là gián tiếp, tức là những giới từ gián tiếp. Và những giới từ đó là aus, bei, mit, nach, seit, von, vor, zu. Và trong tất cả các câu, khi các bạn gặp những giới từ gián tiếp như thế này thì đổi nó sang gián tiếp, kể cả câu trực tiếp nha các bạn. Và bây giờ lần lượt chúng ta làm quen với những giới từ gián tiếp. Giới từ đầu tiên là aus. Nó có nghĩa là từ dùng để trả lời cho câu hỏi với cái chữ woher, khi mà muốn diễn tả mình vừa từ nơi nào trở về. Thí dụ như là từ trường học, từ nhà ga, từ phi trường vân vân, hay là từ một cái địa điểm nào đó, như là một cái lục địa, một cái đất nước, một cái thành phố, một cái vùng nào đó vân vân. Và bây giờ mình sẽ ứng dụng ngay vào cái câu. Vào lúc mấy giờ thì Martin tan học? Um wie viel Uhr kommt Martin aus der Schule? Um wie viel Uhr kommt Martin aus der Schule? Thì các bạn thấy trường học nó là die Schule, và nó đi sau cái giới từ gián tiếp aus thì nó sẽ trở thành là der, aus der Schule.
Gián tiếp của mạo từ giống cái đi sẽ là der, của mạo từ giống đực và giống trung tính der và das thì gián tiếp của chúng sẽ là dem. À, chúng ta thí dụ với một danh từ giống đực ở phương Bắc, ở miền Bắc tức là der Norden. Bạn đến từ miền Bắc phải không? Trong câu này thì chúng ta thấy cái chữ nicht wahr, tức là câu hỏi đuôi nha. Du kommst aus dem Norden, nicht wahr? Du kommst aus dem Norden, nicht wahr? Các bạn thấy mạo từ der ở đây sẽ biến thành dem khi mà đã đi sau cái giới từ aus. Giới từ kế tiếp là by. By có nghĩa là ở bên hay là tại nơi nào đó hay là nhân dịp vân vân. Thì thường á, cái giới từ này nó miêu tả vị trí tương quan giữa một người hay là một vật với một người hay là một vật khác, và trả lời cho câu hỏi với cái chữ wo, tức là ở đâu. Thí dụ như là wo bist du denn? Bạn đang ở đâu vậy? Tôi đang ở cạnh bạn mà. Ich bin bei dir. Anh ấy đang sống ở đâu? Wo wohnt er denn? Wo wohnt er denn? Anh ấy vẫn đang sống với cha mẹ. Er wohnt noch bei seinen Eltern. Er wohnt noch bei seinen Eltern. Số nhiều của cha mẹ tức là đi, và gián tiếp của số nhiều của đi tức là den. Seine Eltern thì gián tiếp của nó là seinen Eltern. Và gián tiếp của nhân xưng đại danh từ khi mà nó đi với những giới từ gián tiếp, thí dụ như là với cái giới từ by á, thì các bạn sẽ nói như sau: bei mir ở chỗ tôi, bei dir ở chỗ bạn, bei ihm ở chỗ anh ấy, bei ihr ở chỗ cô ấy, bei uns ở chỗ chúng tôi, bei euch ở chỗ các bạn, bei ihnen ở chỗ chúng nó, vân vân. Gián tiếp của mạo từ giống đực là der, của trung tính là das. Khi mà nó đi với lại by thì sẽ là by them. Còn mạo từ đi của giống cái khi mà đi với by thì là by their. Đi thì thành their. Cô ấy đã ở bên người đàn ông tốt bụng này thì chúng ta sẽ nói là Sie war bei diesem netten Mann. Sie war bei diesem netten Mann. Hôm qua tôi ở chỗ ông Mauer. Bà Lê, người nữ đồng nghiệp, cũng ở chỗ ông ta luôn. Gestern war ich bei Herrn Mauer, unsere Mitarbeiterin Frau Lee war auch bei ihm. Trong câu này các bạn thấy cái chữ Herr có nghĩa là ông. Ở chỗ cái ông nào đó thì phải nói là bei Herrn, tức là thêm cái chữ N vào sau cái chữ Herr khi mà nó đi sau những giới từ gián tiếp. Ich war bei Herrn Mauer. Tôi ở chỗ ông Mauer. Gestern war ich bei Herrn Mauer, unsere Mitarbeiterin Frau Lee war auch bei ihm. Maria đang ở Hamburg, chỗ bà của cô ta. Maria ist bei ihrer Oma in Hamburg. Maria ist bei ihrer Oma in Hamburg. Ở chỗ người phụ nữ đẹp này, bei dieser schönen Frau. Ở chỗ người bạn gái cũ của tôi, bei meiner alten Freundin. Chúng ta tiếp tục một giới từ gián tiếp khác rất quen thuộc, đó là chữ mit. Mit có nghĩa là với hay là bằng cái gì đó. Thí dụ như là với tôi là mit mir, với bạn mit dir, với anh ấy mit ihm, với cô ấy mit ihr, với chúng tôi mit uns, với các anh mit euch, và với họ là mit ihnen. Với ông tôi, ông tức là giống đực, thì mình sẽ nói là mit meinem Opa hay là mit dem Opa. Còn với bà ngoại hay là bà nội cũng được, đó là giống cái tức là mit meiner Oma hay là mit der Oma. Tôi đã ở trong rạp chiếu phim với anh trai dễ thương của tôi thì mình sẽ nói là ich war mit meinem netten Bruder im Kino. Ich war mit meinem netten Bruder im Kino. Anh ta luôn lái xe đi làm, trong khi vợ anh ta lại đi xe bus. Er fährt immer mit dem Auto zur Arbeit. Seine Frau dagegen mit dem Bus. Er fährt immer mit dem Auto zur Arbeit, seine Frau dagegen mit dem Bus. Cô ấy luôn đi tàu điện ngầm đến trường. Sie fährt immer mit der U-Bahn zur Schule. Zur có nghĩa là zu der nha các bạn. Sie fährt immer mit der U-Bahn zur Schule.
Chúng tôi đến sở thú với các con. Các con ở đây là số nhiều. Die Kinder, tức là những đứa trẻ. Bây giờ với những đứa trẻ, với những đứa con, tức là mit den Kindern, mit den Kindern. Wir fahren mit den Kindern zum Zoo. Wir fahren mit den Kindern zum Zoo. Một cái giới từ kế tiếp khác, tức là nach, có nghĩa là sau. Sau giờ học, tất cả mọi người đi vào canteen. Nach dem Unterricht gehen alle gemeinsam in die Mensa. Nach dem Unterricht gehen alle gemeinsam in die Mensa. Ở các trường đại học hay là các trường học hoặc là những khu công nghiệp, hãng xưởng đó các bạn, thì có những cái nhà ăn giá rẻ thì gọi là die Mensa hay là canteen á. Sau giờ học thỉnh thoảng Sandra ở chỗ tôi. Sandra bleibt nach der Schule manchmal bei mir. Sandra bleibt nach der Schule manchmal bei mir. Sau giờ làm việc Maria gặp tôi. Maria trifft mich nach der Arbeit. Maria trifft mich nach der Arbeit. Sau khi ăn uống, chúng ta có thể chơi đá banh. Nach dem Essen können wir Fußball spielen. Nach dem Essen können wir Fußball spielen. Một giới từ gián tiếp khác chúng ta sẽ học là zu. Zu có nghĩa là tới. Khi mà nó đi với giống đực hay là giống trung tính thì zu phải là zu dem. Tôi đi về nhà. Ich gehe zum Haus. Tôi đi đến hotel. Ich gehe zum Hotel. Tôi đi đến chỗ bạn. Ich gehe zu dir. Tôi đi đến chỗ anh ấy. Ich gehe zu ihm. Tôi đi đến chỗ ba của bạn. Ich gehe zu deinem Vater. Và giống cái tức là zu der. Thí dụ như là nói là đến nhà thờ, zu der Kirche, thì thường thường người ta họ viết tắt là zur Kirche. Nhà băng tức là zur Bank. Zur Schule gehen, đi học, đi tới trường. Tôi đi đến chỗ mẹ của bạn. Ich gehe zu deiner Mutter. Tôi không có tiền, tôi phải đến ngân hàng. Ich habe kein Geld. Ich muss zur Bank gehen. Một giới từ gián tiếp chúng ta sẽ học nữa là von. Von có nghĩa là từ nơi này tới nơi khác. Nó còn có nghĩa là của nữa. Von mir của tôi, von dir của bạn, vân vân. Những mẫu từ giống đực và trung tính tức là der và das đi sau chữ von sẽ là von dem. Von dem, người ta viết tắt thành cái chữ form, và giống cái đi thì thành der, thì chúng ta sẽ nói là von der. Maria vừa đến từ chỗ bác sĩ nha khoa. Maria kam gerade vom Zahnarzt. Maria vừa đến từ chỗ nữ bác sĩ nha khoa thì chúng ta sẽ nói là Maria kam gerade von der Zahnärztin. Từ thứ hai tới thứ năm tôi phải đến Hannover làm việc. Von Montag bis Donnerstag muss ich beruflich nach Hannover fahren. Von Montag bis Donnerstag muss ich beruflich nach Hannover fahren. Tiếp theo chúng ta có một cái giới từ gián tiếp vor, có nghĩa là trước. Tôi đứng trước trung tâm mua sắm. Ich stehe vor dem Einkaufszentrum. Ich stehe vor dem Einkaufszentrum. Tôi đợi bạn trước nhà thờ. Ich warte auf dich vor der Kirche. Vân vân. Ich warte auf dich vor der Kirche. Và một giới từ gián tiếp khác, seit, có nghĩa là từ khi. Nico đã học tiếng Đức được một tháng. Nico lernt seit einem Monat Deutsch. Nico lernt seit einem Monat Deutsch. Từ một tuần lễ seit einer Woche. Từ bốn tuần lễ seit vier Wochen. Từ một tháng seit einem Monat. Từ ba tháng seit drei Monaten. Từ một năm seit einem Jahr. Từ 7 năm, seit sieben Jahren, vân vân. Vừa rồi chúng ta học về một số giới từ gián tiếp và tiếp theo sau đây chúng ta làm quen với một số câu đàm thoại nha các bạn. Rauchen Sie? Bạn có hút thuốc không? Rauchen Sie? Früher ja, aber jetzt rauche ich nicht mehr. Trước đây thì có, nhưng mà bây giờ thì tôi không hút nữa. Früher ja, aber jetzt rauche ich nicht mehr. Stört es Sie, wenn ich rauche? Bạn có phiền không nếu tôi hút thuốc?
Động từ stören có nghĩa là làm phiền và là một động từ trực tiếp nha các bạn. Stört es Sie, wenn ich rauche? Nein, absolut nicht. Không, hoàn toàn không. Absolut có nghĩa là hoàn toàn hay là tuyệt đối. Absolut. Nein, absolut nicht. Das stört mich nicht. Điều đó không làm phiền tôi đâu. Das stört mich nicht. Trinken Sie etwas? Bạn uống cái gì chứ? Trinken Sie etwas? Einen Cognac? Một ly cognac. Einen Cognac? Nein, lieber ein Bier. Không, một ly bia thích hơn. Hay là tôi muốn uống một ly bia hơn. Cái chữ lieber ở trong câu này nó là tính từ ở dạng so sánh hơn. Động từ lieben có nghĩa là yêu thích và tính từ của nó tức là lieb, L-I-E-B. Và công thức của so sánh hơn, chúng ta chỉ việc lấy tính từ và thêm cái chữ er vào sau, nó có nghĩa là hơn. Thí dụ như là lieb tức là yêu thích, liebe tức là yêu thích hơn, hay là đẹp hơn, đẹp tức là schön, đẹp hơn tức là schöner, nhỏ tức là klein, bây giờ nhỏ hơn tức là kleiner. Thêm chữ er vào sau tính từ, các bạn nhớ, đó là so sánh hơn. Nein, lieber ein Bier. Reisen Sie viel? Bạn có đi du lịch nhiều không? Reisen Sie viel? Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Có, chủ yếu là các chuyến công tác, chủ yếu hay là đa số, tức là meistens. Đi công tác, tức là Geschäftsreisen. Ja, meistens sind das Geschäftsreisen. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nghỉ hè ở đây. Aber jetzt machen wir hier Urlaub. Was für eine Hitze. Trời nóng quá chừng luôn. Was für eine Hitze. Chúng ta có một cái mẫu câu mới, đó là Was für einen cho giống đực, Was für eine cho giống cái, và giống trung tính là Was für ein, dùng để diễn tả một cái gì đó nó quá sức chịu đựng hay là một cái sự ngạc nhiên. Thí dụ như là Was für eine schöne Frau, một người phụ nữ thật là đẹp. Was für eine Hitze. Trời nóng quá đi thôi. Was für eine Hitze. Ja, heute ist es wirklich heiß. Vâng, hôm nay trời thật sự rất nóng. Ja, heute ist es wirklich heiß. Gehen wir auf den Balkon. Chúng ta hãy đi ra ban công đi. Đây là câu đề nghị hay là câu ra lệnh nha các bạn. Gehen wir essen. Chúng ta hãy đi ăn chứ. Gehen wir auf den Balkon. Morgen gibt es hier eine Party. Kommen Sie auch? Ngày mai ở đây có một bữa tiệc. Bạn cũng đến chứ? Morgen gibt es hier eine Party. Kommen Sie auch? Ja, wir sind auch eingeladen. Vâng, chúng tôi cũng được mời. Đây là một mẫu câu bị động hay là thụ động nha các bạn. Thí dụ như thay vì nói là con chó cắn tôi thì mình sẽ nói là tôi bị con chó cắn. Đó là câu thụ động. Trong những bài kế tiếp, từ từ chúng ta sẽ học về những phần văn phạm này. Ja, wir sind auch eingeladen. Wo haben Sie Spanisch gelernt? Bạn đã học tiếng Tây Ban Nha ở đâu? Wo haben Sie Spanisch gelernt? Können Sie auch Portugiesisch? Bạn cũng có thể biết tiếng Bồ Đào Nha chứ? Können Sie auch Portugiesisch? Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Vâng, và tôi cũng có thể nói một số tiếng Ý. Ja, und ich kann auch etwas Italienisch. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Ich kann Sie gut verstehen. Tôi thấy bạn nói rất tốt. Các ngôn ngữ tương đối khá giống nhau. Tôi có thể hiểu bạn rất rõ. Ich finde, Sie sprechen sehr gut. Die Sprachen sind ziemlich ähnlich. Ich kann Sie gut verstehen. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Nhưng mà nói và viết thì khó. Aber sprechen und schreiben ist schwer. Ich mache noch viele Fehler. Bitte korrigieren Sie mich immer. Tôi vẫn còn nhiều sai lầm. Xin bạn hãy luôn sửa chữa cho tôi nha. Viele Fehler tức là những lỗi lầm, những thiếu sót. Korrigieren có nghĩa là sửa chữa lại một cái gì đó. Thí dụ như là mình nói sai và người ta họ giúp mình sửa lại nói cho nó đúng. Hay là mình viết chính tả sai, người ta họ giúp mình sửa lại cho đúng chính tả. Ich mache noch viele Fehler. Bitte korrigieren Sie mich immer. Ihre Aussprache ist ganz gut. Sie haben einen kleinen Akzent.
Man erkennt, woher sie kommen. Phát âm của bạn rất tốt. Bạn có một tí nhấn giọng hay là trọng âm á, thì gọi là accent. Người ta nhận biết được bạn từ đâu đến. Nhận biết tức là erkennen. Ihre Aussprache ist ganz gut. Sie haben einen kleinen Akzent. Man erkennt, woher Sie kommen. Was ist Ihre Muttersprache? Tiếng mẹ đẻ của bạn là gì? Was ist Ihre Muttersprache? Machen Sie einen Sprachkurs? Bạn đang tham gia một khóa học ngoại ngữ à? Machen Sie einen Sprachkurs? Welches Lehrwerk benutzen Sie? Bạn sử dụng sách giáo khoa nào? Động từ sử dụng là benutzen. Welches Lehrwerk benutzen Sie? Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Hiện giờ tôi không biết tên của nó. Ich weiß im Moment nicht, wie das heißt. Mir fällt der Titel nicht ein. Ich habe das vergessen. Tôi không nghĩ ra tựa đề. Tôi đã quên nó. Mir fällt der Titel nicht ein. Ich habe das vergessen. Các bạn thân mến, bài học tiếng Đức số 42 của chúng ta đến đây đã kết thúc. Minh Châu thân ái chào và mến chúc các bạn học giỏi.